Chào các bạn, thì một cái series phát lớp trên này một cái vô lan, thì ở phần 4 này mình sẽ test những gì là ở phần trước. Để nói sao về phần trước thì ở phần trước mình đã làm được lock, header và cũng như là encode và decode cái lock với cái header ra binary, thì mình sẽ test các phương thức đó. Đầu tiên là một file test. Thì em phải test này à, mình đã viết sẵn xíu ở đây ở cái hết phần cái đây là mình đang cần làm cái làm tạo ngẫu nhiên cái khác để test mình. Tạo không phải đây mình xài RAM của xem đây thì mình phải thời điểm tham thế cho đến hiện tại đây và mình có cũng vậy. Đây
Mình tạo cái hết đề thì có để sống. Thì mình sẽ test đây cho xác sẵn thì chưa làm mình Okay, vậy là cái em có cái điện thoại của hết và lắp của mình là nó chạy ok thì ở phần trước cho mình này phần trước cái lắp của mình còn bị thiếu cái trường
chuyện hát, thì với cái chuyện hát thì để lưu lại cái cơ sở của cái hát này để mình sẽ chuyên vào. Thì với cái hát này mình sẽ thêm một cuốn cái gì thì đây cũng đơn giản là mình chỉ import thằng header của cái blog đó thôi. Ở đây cần phải gán lại trong cái bài hát của nó, cái xài được đó là 3256. Ở đây thì mình nghĩ là cái sự kiện cái hát này nếu mà nó hát không rồi thì mình sẽ không làm hát gì lại. Mình qua đây mình sẽ kiểm tra có cái không. Okay.
kiểm tra coi nó có hàng không trước. Ok, giờ mình sẽ test. Đây là không có thể đi nè. Thì như các bạn thấy là cái hát của mình nó đã như được em có okay. Mình sẽ thêm còn cách thêm cái công thức tin cho cái hát mình để nó hiện ra đẹp hơn thì hiện kiểu em có tiền để cho mọi người có ba những người tiên đây cái hát của mình nó chưa có thức thức bài bài mình sẽ hiện
nó sẽ ra một cái kiểu stream giống vậy. Nó giống với cái blockchain thông thường thì cái hash của nó là một chuỗi các con số chục phân. Vậy mình đã test xong cái hash của hash cũng như em có cũng có nhiều ốc với hash đây là những cái phương thức quan trọng trong blockchain để mà lưu trữ dữ liệu theo dạng bay. Xin được kết thúc ngày hôm nay. Được ngày hôm nay test thôi, test ngày 3 là tuần sau mình nghỉ là mình sẽ bắt tay vô làm cái test để mà tạo ra các cái việc khoán signature với các cực kỳ giống như các cực kỳ thì mình sẽ biết rồi. Ok, chúng ta tạm biệt và hẹn các bạn ở sáng nay.